những cái làm cho mình cảm thấy mà tiếc nuối mà muốn quay trở lại nó thì là những cái thứ mà đã cũ, những cái gì cũ kỹ luôn luôn làm cho mình có những cái cảm xúc nó rất là khác biệt so với mọi thứ. Công việc hiện tại của mình thì làm trong lĩnh vực thời trang và mình tiếp xúc với rất là nhiều những cái luồng thời trang tân tiến, hiện đại và nhiều nhà thiết kế mới. Thì có rất là nhiều xu hướng hiện tại rất là đẹp, nhưng mà cá nhân mình thì mình thích những cái gì mà nó cũ kỹ một chút, nó bụi bặm một chút, nó đơn giản một chút và nó thoải mái trong hoạt động trong đời sống của mình. Tại vì mình cũng rất là thích chơi xe, đặc biệt là các cái dòng classic bike. Sau này thì mình có quen với một số bạn bè, cũng không nhiều. Một số bạn bè thì lúc đầu tiên thì cũng không phải là hội chơi xe hay là gì cả đâu, nhưng mà mọi người đều gặp gỡ rất là tình cờ. Nhưng mà đi trên phố rồi thì nhìn thấy nhau và đến bắt chuyện với nhau. Lúc đầu thì không hiểu tính nết nhau như thế nào, nhưng mà gần như mọi người đều có một cảm giác chung, đó là một cái đam mê chảy xuyên suốt những cái chuyến đi dài, những chuyến đi ngắn, những chuyến đi xa, những chuyến đi gần. Thì mỗi một chuyến đi đều để lại cho mình những cái cảm xúc khác nhau và những cái trải nghiệm khác nhau. Nhưng có một thứ mà mình cảm thấy là mình hạnh phúc qua mỗi chuyến đi đó chính là những người bạn. Na na na.